Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin văn hóa du lịch của kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 3, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, tại khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng thuộc xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Vua Đinh Tiên Hoàng, năm 924 đến năm 2024. Vua Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đã thống nhất Giang Sơn, lập nên nhà nước Đại Cổ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên, mở ra kỷ nguyên độc lập, có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Vua Đinh Tiên Hoàng là hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc kéo dài, lập nên nhà nước Đại Cổ Việt, mở ra kỷ nguyên độc lập cho đất nước. Lễ kỷ niệm 1.100 năm nhằm ôn lại cuộc đời sự nghiệp, công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng, ý nghĩa sự ra đời, vị trí và vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt, thời nhà Đinh trong tiến trình lịch sử dân tộc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng là vùng đất cổ, địa linh nhân kiệt, luôn là địa bàn chiến lược, có những đóng góp quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, mảnh đất thiêng liêng, sinh vương, sinh thánh này luôn sản sinh ra những anh hùng hào kiệt, chí sĩ, danh nhân có tinh thần yêu nước nồng nàn, đóng góp nhiều công trạng vẻ vang cho quê hương đất nước. Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đức Đinh Tiên Hoàng đế là sự kiện quan trọng, vừa tri ân, vừa ôn lại, làm sâu sắc hơn về cuộc đời sự nghiệp, công lao to lớn của Đức Đinh Tiên Hoàng đế, về vị trí, vai trò, giá trị lịch sử văn hóa của triều đại nhà Đinh, của nhà nước Đại Cồ Việt và của vùng đất Cố Đô trong tiến trình lịch sử dân tộc. Để tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị huyện Gia Viễn tiếp tục quan tâm giáo dục, đẩy mạnh thông tin truyền thông về các giá trị tốt đẹp, truyền thống văn hóa lịch sử, những đóng góp của các thế hệ cha ông, để các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ, từ đó khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên. Tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, gìn giữ, bảo tồn sinh thái tự nhiên đặc biệt như vùng đất ngập nước Vân Long, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội. Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 20 km, xã Mường Phăng là vùng căn cứ địa cách mạng quan trọng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng Tham mưu đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng thay đổi toàn bộ cục diện, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Những ngày tháng 3 hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vùng căn cứ địa Mường Phăng luôn tấp nập những đoàn người đến thăm. Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng già ở xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh, tấn công có tính chất quyết định đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy là một hệ thống chỉ huy và phòng thủ dã chiến, gồm các hầm hào, lán trại liên hoàn, được làm bằng những vật liệu đơn sơ, rất phù hợp với điều kiện tác chiến và làm việc khẩn trương, đồng thời vẫn đảm bảo được tính bí mật và sự an toàn cho bộ chỉ huy chiến dịch. Là xúc động, rất là cảm thấy là rất là cảm phục cái tinh thần của các cái cha anh ta, đặc biệt là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, những người mà chịu trách nhiệm chính trong cái chiến dịch này. Để phục vụ khách tham quan, đặc biệt trong thời gian cao điểm đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Tổ quản lý di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã tăng ca, trưng tập, đào tạo thêm đội ngũ hướng dẫn viên, đồng thời tạo cảnh quan sạch đẹp trong khuôn viên di tích. Tổ di tích trực tăng ca tăng giờ, kể cả trực trưa, để đón du khách đến với Điện Biên, rồi là công tác vệ sinh thì cũng luôn được chú trọng, quét dọn sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường ở khu di tích. Thế hệ trẻ là ngày hôm nay được là sống trong thời bình này phải là nhớ về là các chiến sĩ Điện Biên Phủ đã từng chiến đấu và ngã xuống để có cuộc sống như ngày hôm nay. 70 năm trôi qua, Mường Phăng ngày nay là một địa chỉ đỏ không thể thiếu đối với du khách khi đến Điện Biên. Từ vùng căn cứ cách mạng, bản làng Mường Phăng ngày càng sầm uất khang trang với diện mạo của xã nông thôn mới. Khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mỗi người dân Mường Phăng luôn nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Ngày 24 tháng 3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức khai hội truyền thống Văn Miếu Mao Điền và khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Văn Miếu Mao Điền là di tích lớn thứ hai trong hệ thống Văn Miếu Việt Nam, nơi kế thừa và tiếp nối của Văn Miếu Trấn Hải Dương xưa. Văn Miếu Mao Điền thờ Đức Thánh Khổng Tử, ông tổ của đạo Nho và phối thờ 8 vị đại khoa tiêu biểu, thầy giáo Chu Văn An, người thầy của muôn đời, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, nhập nội hành khiển Phạm Sư Mạnh, đại danh y sư Thiền Sư Tuệ Tĩnh, anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, thần toán Việt Nam Tiến sĩ Vũ Hữu, Trình Quốc Công Trạng Nguyên Nguyễn Bình Khiêm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam thời Mạc. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động như tổ chức các gian trưng bày sách, trưng bày chuyên đề Văn Miếu Mao Điền xưa và nay và chuyên đề giới thiệu thân thế sự nghiệp Đức Thánh Khổng Tử và các vị đại khoa phối thờ tại di tích. Trưng bày chủ đề trường thi Hương Trấn Hải Dương tại Mao Điền, các hình ảnh thi cử, nho học, các thể lễ thi, trưng bày triển lãm thư pháp Hán Việt, trưng bày các sản phẩm ô cốp của huyện Cẩm Giàng. Ngày 24 tháng 3, tại khu danh thắng Tây Thiên, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khai mạc lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào ngày 15 đến 17 tháng 2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ và tri ân công đức lớn lao của quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7, người có công giúp vua đánh đuổi giặc ngoại xâm, dạy dân trồng lúa, dệt tơ lụa trong buổi đầu dựng nước của dân tộc. Phần lễ được diễn ra trang nghiêm, thành kính với nghi thức lễ cáo, lễ rước kiệu, lễ khai mạc, lễ dâng hương và lễ tạ. Phần hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú với các nội dung như liên hoan hát văn, hát chầu văn gắn với thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên, hội diễn văn hóa văn nghệ, trình diễn tái hiện một số phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Sán Dìu và biểu diễn dân ca Sọng Cô. Do được tổ chức vào cuối tuần, lễ hội Tây Thiên năm nay thu hút rất đông du khách hành hương, chiêm bái. Ban tổ chức lễ hội đã phối hợp với lực lượng công an thành lập tổ công tác, tổ chức các lực lượng tuần tra, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, các hành vi lừa đảo, gây rối, mê tín dị đoan. Ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình Festival Yoga tỉnh Hà Nam năm 2024 với chủ đề Yoga cho sự hài hòa và bình yên. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân, mang lại những giá trị mới về chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ. Yoga gồm sự hài hòa của cơ thể, tâm trí và tinh thần, thúc đẩy sức khỏe toàn diện. Thông qua yoga, mọi người trau dồi sức mạnh, tính linh hoạt và sự cân bằng trong cơ thể, đồng thời làm giảm căng thẳng và giúp tập trung tâm trí. Luyện tập bộ môn này giúp mọi người phát triển ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe chung của cộng đồng. Tại buổi lễ, 500 người tham gia trình diễn các bài yoga nghệ thuật, qua đó lan tỏa tinh thần một thế giới, một sức khỏe chung đến với cộng đồng. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động cho đoàn viên thanh niên trên khắp cả nước đã được tổ chức. Tại Hà Nội, chương trình Ngày Đoàn viên 2024 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức đã tạo nên một không gian sinh hoạt sôi nổi cho đoàn viên thanh niên tham gia. Xã Kiều Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội là địa phương được Thành đoàn Hà Nội lựa chọn để tổ chức Ngày Đoàn viên 2024 với sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm đoàn viên thanh niên địa phương. Không chỉ riêng trên địa bàn xã Kiều Kỵ mà địa bàn huyện Gia Lâm thì cái phong trào thanh niên tình nguyện từ rất nhiều năm trở lại đây được các đồng chí thanh niên hưởng ứng rất là tốt, sôi nổi, và đặc biệt trong tháng 3 có rất nhiều những cái chương trình ra quân để hưởng ứng cái phong trào tình nguyện. Cụ thể những ngày thứ bảy chủ nhật xanh thì cũng đều ra quân là đường làng ngõ xóm cũng như là các di tích đình đền chùa cũng như là các cái đài tưởng niệm của ủy ban, thứ bảy chủ nhật xanh là thanh niên đều ra quân và sẽ làm cho đường phố là sạch sẽ, góp phần xây dựng cái văn minh đô thị của xã. Ngày đoàn viên là phong trào thường niên của các cấp đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên khắp cả nước trong dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 hàng năm. Năm nay, Ngày Đoàn viên tại Hà Nội được tổ chức với rất nhiều hoạt động đa dạng như thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, kết nạp đoàn viên, xây dựng tủ sách, các nội dung về chuyển đổi số và ra quân dọn dẹp môi trường. Ngày Đoàn viên năm 2024 thì được tổ chức trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội với sự tham gia của 100% các cơ sở đoàn thành phố.
Đối với cấp thành phố thì chúng tôi chọn địa điểm huyện Gia Lâm là nơi tổ chức ngày đoàn viên cấp thành phố. Sẽ là ngày hội của đoàn viên thanh niên thủ đô. Các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tham gia việc khánh thành, cải tạo, bàn giao hoặc sửa chữa các công trình phần việc gắn với cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và năm nay chúng tôi xác định 4 cái chủ đề công trình phần việc, đó là liên quan đến trật tự văn minh đô thị, liên quan đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, liên quan đến chuyển đổi số và liên quan đến tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trải qua nhiều năm tổ chức, phong trào ngày đoàn viên đã trở thành hoạt động không thể thiếu đối với đoàn viên thanh niên trên cả nước, với mục đích tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên ít có điều kiện sinh hoạt đoàn tham gia thường xuyên các hoạt động của đoàn. Thì tất cả những hoạt động này đều hướng tới một mục tiêu chung, một mục tiêu để thứ nhất là tạo một cái môi trường rèn luyện cho các bạn đoàn viên thanh niên, thứ hai để các bạn đoàn viên thanh niên có cơ hội được cống hiến, có cơ hội được đóng góp sức trẻ, sáng tạo, sự sáng tạo và tiên phong trong việc là đem sức trẻ để đóng góp vào sự phát triển của xã hội, của cộng đồng. Các hoạt động của ngày đoàn viên sẽ liên tục được diễn ra trong tháng 3, tháng thanh niên này tại các cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên khắp cả nước, phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện, xung kích của đoàn viên thanh niên trong thời đại mới. Sau khi thu hoạch lúa đông xuân, những cánh đồng rộng mênh mông trở thành bãi thả diều của các em nhỏ vùng nông thôn. Con diều của trẻ em nông thôn tuy không sặc sỡ sắc màu như diều hiện đại, nhưng gắn liền với đặc trưng của làng quê Việt Nam, chất chứa ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Khi chiều buông trên những cánh đồng chỉ còn trơ rơm rạ, cũng là lúc các em nhỏ ra đây chơi thả diều. Những thửa ruộng vừa gặt xong vẫn còn thoảng mùi rơm thơm, cách xa đường giao thông và đường dây điện, an toàn cho thú vui thả diều. Cái mùa thả diều này là cái mùa con trong ngóng nhất. Để con được đi ra ngoài chơi, đi thả diều thì con được chạy nhảy, con có thêm nhiều bạn. Và giúp cho con tránh xa cái điện thoại. Những ngày cuối tuần thì con ra 4 giờ, sớm hơn 1 tiếng. Dạ, con rất là vui khi con đi thả diều. Mỗi lần thả diều lên, vận động chạy nó rất là khỏe. Chứ ở nhà không vận động, không có khỏe miếng nào hết trơn con. Nhìn lên bầu trời như là những cái là đại dương á, những cái con này nó cứ bay qua bay lại nhìn đã mắt. Ở những cái nơi rộng ít cây ít dây điện để mình có thể thả cho nó bay cao không bay dướng. Ai cũng đều từ đứa trẻ lớn lên và bởi vậy thả diều không chỉ là thú vui của lũ trẻ, những cánh diều vẫn thu hút cả những người lớn tuổi. Họ chơi diều cùng với con, với cháu hoặc ngồi ngắm những cánh diều và nhớ về tuổi thơ của mình. Cách này cũng mấy năm rồi cũng chơi một đợt rồi còn bé đó. Bây giờ nhỏ nó lớn lên, rồi giờ mình đi theo nó, mình cũng nhớ ký ức. Rồi giờ mấy đứa nó lớn lên, rồi nó mua sẵn đâu không, nó không có biết làm như mình ngày xưa. Từng thế hệ tuổi thơ cứ thế nối tiếp nhau, nhưng hình ảnh những đứa trẻ chân trần hồn nhiên thả diều, miệng ngâm nga bài đồng giao tuổi thơ trên đồng quê yên ả đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên của mỗi người dân quê. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định, phải kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh xử lý vi phạm nếu có. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, cùng công tác bán vé, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá vé máy bay. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để giảm thiểu đến mức tối đa những ảnh hưởng đối với hành khách, Bộ yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác, bổ sung tàu bay để đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới. Tình trạng chậm hủy chuyến cần được hạn chế trong thời gian tới. Chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải được ban hành trong bối cảnh một số hãng hàng không trong nước đang trong quá trình tái cơ cấu, trả tàu bay, cắt giảm khai thác. Tại thành phố Đà Nẵng, địa phương này tiếp tục ghi nhận sự phục hồi tích cực của ngành du lịch trong những tháng đầu năm. Nỗ lực trong xây dựng sản phẩm, tăng cường xúc tiến, quảng bá đã góp phần thu hút các thị trường khách quốc tế đến với thành phố biển miền Trung này.
Là một đơn vị chuyên kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế vào Việt Nam, công ty này cho biết đã nhận được đặt chỗ của nhiều đoàn khách quốc tế đến Đà Nẵng từ các thị trường gần trong khối ASEAN cho tới các thị trường xa hơn như Bắc Á và Ấn Độ. Chúng tôi cũng đã triển khai tất cả những cái hoạt động xúc tiến từ đầu năm và đến bây giờ thì cái lượng khách booking nó cũng đã đặt hàng cho đến hết mùa. Ví dụ như là Manila đi Đà Nẵng, hãng không Cebu Pacific đã full tất cả chuyến bay đến hết tháng 8 năm 2024. Du lịch MICE, du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị tiếp tục là thế mạnh của Đà Nẵng, trong đó sản phẩm đặc biệt đang được Đà Nẵng tập trung xúc tiến là du lịch cưới. Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã được chọn là địa điểm tổ chức 20 sự kiện cưới sang trọng, trong đó có 4 đám cưới Ấn Độ, thu hút hơn 1.000 khách sử dụng và hơn 1.500 đêm phòng tại các khách sạn 5 sao ven biển. Chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian và tài chính để xúc tiến vào các thị trường cưới lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và cả thị trường trong nước. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch để tổ chức các buổi trình diễn thời trang cưới, mời gọi các đơn vị tổ chức sự kiện cưới tới đây. Chúng tôi cũng đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố cho ban hành kế hoạch, có những cái kế hoạch phát triển du lịch cưới, trong đó có thể nghiên cứu ban hành cái chính sách cưới riêng cho những cái việc mà phát triển thị trường cưới này với những cái ưu đãi đặc thù cho những cặp đôi lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch cưới. Theo thống kê, 2 tháng đầu năm, thành phố Đà Nẵng đón trên 1,16 triệu lượt khách, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế khoảng 370.000 lượt, tăng 26,5%. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2023. Với những tín hiệu khả quan trong những tháng đầu năm, dù chưa hết khó khăn thách thức, nhưng Đà Nẵng vẫn kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định để phục hồi bền vững ngành kinh tế mũi nhọn sau dịch bệnh. Hiệp hội Du lịch Kiên Giang vừa tổ chức đánh giá kết quả năm 2023, cho thấy tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang năm 2023 đạt gần 8,6 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, vượt 34,5% kế hoạch năm. Để có kết quả này, tỉnh Kiên Giang đã cụ thể hóa kế hoạch bằng nhiều hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch và thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường như du lịch xanh và du lịch sạch thân thiện, văn hóa ứng xử đối với du khách. Cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá giới thiệu hình ảnh, giá trị văn hóa và những sản phẩm du lịch tại các ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu, lễ hội Festival Tôm Cà Mau, lễ hội Festival Lúa Gạo Hậu Giang. Năm 2024, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh, thương mại và du lịch bền vững, bình đẳng và minh bạch. Đặc biệt xây dựng Kiên Giang là nơi đáng đến, đầy đủ các tiêu chí, độc đáo, hấp dẫn, an toàn và văn minh. Nơi mà người dân thân thiện, hiếu khách, có chính quyền hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho du khách gần xa đến thì vui, về thì nhớ. Những thông tin tiếp theo trong chương trình: tăng cường kết nối và giữ gìn bản sắc văn hóa ASEAN. Chuyến tàu du lịch xuyên biên giới Lào-Trung Quốc. Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 31 đã diễn ra hôm qua tại Luang Prabang, Lào. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng, trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội 10 nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN cùng đoàn đại biểu đến từ Đông Timor tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên. Đoàn Việt Nam do ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được cử làm trưởng đoàn. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào. Tại hội nghị, các bộ trưởng, trưởng đoàn đã đánh giá năm 2024 là thời điểm quan trọng trong tiến trình xây dựng cộng đồng, với việc ASEAN cơ bản hoàn tất tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 để chuyển tiếp sang tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Hội nghị cũng đã thảo luận về việc hiện thực hóa các ưu tiên của trụ cột văn hóa xã hội trong năm 2024, ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa bản sắc ASEAN, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường đối thoại về các giá trị văn minh chung cũng như giữa các nền văn hóa và tôn giáo đa dạng trong khu vực. Phát biểu tại hội nghị, trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao các ưu tiên của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN do Lào đưa ra trong năm 2024, tin tưởng các kết quả trong năm 2024,
dưới sự dẫn dắt của nước chủ tịch Lào sẽ đóng góp quan trọng cho hợp tác khu vực, khẳng định uy tín, vị thế và vai trò của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng trưởng đoàn đã ra tuyên bố chung và thống nhất thông qua về nguyên tắc đối với danh mục các văn kiện, tuyên bố của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN dự kiến sẽ trình lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 vào cuối năm 2024. Một chuyến tàu du lịch xuyên biên giới chở khách du lịch Trung Quốc từ Bắc Kinh Trung Quốc đã đến thành phố cổ Luang Prabang của Lào vào cuối tuần qua. Đây là chuyến tàu du lịch đầu tiên thuộc loại hình này trong năm 2024 trong bối cảnh trao đổi du lịch và văn hóa ngày càng tăng giữa hai nước. Chuyến tàu thực hiện trên tuyến đường sắt Lào-Trung, một dự án hợp tác giữa hai nước. Sau khi đến Luang Prabang, du khách đi theo lộ trình ngắm cảnh kéo dài 4 ngày với các điểm dừng ở Trương Gia Giới và Côn Minh, những điểm du lịch quan trọng ở khu vực miền Trung và Tây Nam Trung Quốc. Trong hành trình này, họ cũng khám phá các điểm tham quan mang tính biểu tượng trong thành phố của Lào như Cung Điện Hoàng Gia và Núi Phao Si. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm du lịch theo tuyến đường này. Tôi rất vui và phấn khích. Đường sắt Lào-Trung đã được khai trương và chúng tôi đã mong chờ được du lịch Lào từ lâu. Nó rất thuận tiện. Chúng tôi rất háo hức tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của đất nước láng giềng, cũng như nếm thử ẩm thực của họ. Chúng tôi đã đăng ký ngay khi nhóm du lịch mở đơn đăng ký. Luang Prabang được mệnh danh là thành phố cổ di sản kép, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Thành phố lịch sử này nổi tiếng với những cảnh quan ngoạn mục, những ngôi chùa được bảo tồn tốt và kiến trúc thuộc địa Pháp, phản ánh chiều sâu lịch sử và văn hóa. Hôm qua 24 tháng 3, một cuộc đua kỳ thú đã được hồi sinh tại thủ đô Paris của Pháp sau 13 năm gián đoạn. Rất đông những người bồi bàn đã tập trung tham dự chặng đường đua thử thách giới hạn kỹ năng nghề nghiệp của họ, vừa thể hiện tốc độ nhưng cũng phải đi kèm với sự khéo léo. Sự kiện quy tụ khoảng 200 nhân viên phục vụ đến từ nhiều nhà hàng, quán cà phê khác nhau trên toàn thành phố. Họ được giao nhiệm vụ bưng một khay đựng bánh sừng bò, một tách cà phê cùng một cốc nước trên đó, di chuyển thật nhanh và khéo léo trên đoạn đường dài 2 km. Một số quy tắc được áp dụng, không chạy, không làm đổ nước và chỉ bưng khay bằng một tay. Người chiến thắng là người cán đích đầu tiên mà không làm đổ bất cứ món đồ nào trên khay của mình. Quần đen, tất đen, giày bóng loáng, đeo cà vạt hoặc nơ, mặc cùng áo jacket, đó là phong cách truyền thống đậm chất Paris. Tôi đã chuẩn bị tâm lý trước khi tham gia cuộc thi. Đó cũng là công việc hàng ngày nên chúng tôi cảm thấy quen rồi. Tôi làm công việc này từ năm 16 tuổi. Đến với cuộc thi, không nhất thiết tôi phải là người về đích đầu tiên. Tôi chỉ hy vọng mình có thể về đích với khay đồ vẫn còn nguyên vẹn. Bắt nguồn từ hoạt động giải trí của các nhân viên bồi bàn, cuộc đua dần trở thành một nét văn hóa ngành nghề thú vị. Cuộc thi đã không diễn ra trong hơn chục năm qua. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể hồi sinh cuộc thi này. Xin chúc mừng những người bồi bàn và chúc họ giành chiến thắng tốt nhất trong cuộc thi. Một bầu không khí thực sự truyền cảm hứng, mọi người cùng cười, cùng tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Có cảm giác như chúng tôi đang làm điều đó thú vị với nhiều đồng nghiệp của mình hơn là với đối thủ cạnh tranh. Nó thực sự tuyệt vời. Cuộc đua tổ chức lần đầu tiên vào năm 1914, kể từ năm 2011 đã không được tiếp tục tổ chức do ban tổ chức không tìm được nhà tài trợ. Cuộc đua vừa được nối lại vào năm nay với sự hỗ trợ tài chính từ Tòa thị chính Paris và cơ quan quản lý nước của thành phố. Những người chiến thắng được tặng một chuyến trải nghiệm ẩm thực miễn phí cùng vé tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Paris. Tàu vũ trụ Soyuz của Nga tiếp tục sứ mệnh đưa người lên trạm vũ trụ quốc tế. Con tàu này mới đây đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, chở theo 3 phi hành gia của Nga, Belarus và Mỹ lên trạm vũ trụ này. Trong hành trình lần này, trên tàu Soyuz có phi hành gia người Nga Oleg Novitsky, phi hành gia người Belarus Marina Vasilevskaya và phi hành gia người Mỹ J.C. Dyson. Dự kiến, tàu sẽ cập cảng ISS lúc 15 giờ 10 phút GMT ngày 25 tháng 3, tức 22 giờ 10 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Theo kế hoạch, hai phi hành gia Novitsky và Vasilevskaya sẽ trở về trái đất vào ngày 6 tháng 4 cùng với Lauren O'Hara, một phi hành gia Mỹ hiện đang làm việc trên ISS.
Thảo cầm viên thành phố Hồ Chí Minh với tên gốc là Vườn Bách Thảo Sài Gòn được người Pháp quy hoạch và xây dựng vào năm 1864. Đến nay đã có lịch sử 160 năm hình thành và phát triển. Đây là vườn thú có tuổi thọ cao thứ 8 trên thế giới và là vườn thực vật nổi tiếng với hàng ngàn loại đặc hữu. Trong chuyên mục Điểm đến hôm nay, mời quý vị khán giả đến với Thảo Cẩm Viên để chiêm ngưỡng những giá trị về đa dạng sinh học, giá trị lịch sử và giá trị văn hóa tinh thần của Thảo Cẩm Viên, một di sản trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là thông tin cuối của bản tin văn hóa du lịch ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nằm giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cẩm Viên có diện tích gần 20 ha, được ví như lá phổi của nội đô thành phố. Với gần 2.000 cá thể động vật, 140 loài thú quý hiếm cần được bảo vệ như chĩ sao, hươu vàng, cùng với 350 loài thực vật thân gỗ, trong đó có 20 loài nằm trong sách đỏ như cây giáng hương, gõ đỏ. Hiện nay Thảo Cẩm Viên là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận với giá trị về mặt đa dạng sinh học vốn có. Đi Thảo Cẩm Viên thì em được bước vào một cái không gian khá là nhiều cây xanh á. Cái nhiệt độ nó cũng thoải mái và nhiều cây xanh thì nó làm cho tâm trí em nó thoải mái, nó tốt hơn. Với lại trong quá trình tham quan thì em cũng có gặp được nhiều loại sinh vật mới lạ mà trước đây em chưa hề biết đến. Ngoài giá trị về mặt sinh học, trải qua 160 năm hình thành và phát triển, Thảo Cẩm Viên là một trong 8 vườn thú cổ của thế giới. Hiện nhiều công trình tại đây mang đậm trong mình kiến trúc Pháp như di tích chuồng cọp, chuồng khỉ cổ, tượng voi bằng đồng được nhà vua Thái Lan trao tặng. Đặc biệt, Thảo Cẩm Viên còn có bộ sưu tập thực vật mang tầm thế kỷ với những hàng cây có tuổi đời hàng trăm năm tuổi mà ít vườn thú nào trên thế giới có được. Hiện những di tích này vẫn đang được Thảo Cẩm Viên bảo tồn, phục vụ cho việc tham quan. Về các cái giá trị văn hóa thì tại Thảo Cẩm Viên cũng còn những cái di tích cổ. Thì chúng tôi cũng hướng tới cái việc là sẽ đề nghị công nhận di tích này. Rồi cũng sẽ giới thiệu cho người dân thành phố nhiều hơn về những cái điều mà trước giờ rất là gần gũi nhưng mà không phải ai cũng biết. Chứng kiến và ghi dấu nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, của vùng đất Sài Gòn gia định xưa như Quán Nhan Hương, Biệt động Sài Gòn. Từ thuở sơ khai, Thảo Cẩm Viên hay Vườn Bách Thảo đã đi vào tiềm thức của con người Nam Bộ. Thảo Cẩm Viên ngày nay là một điểm tham quan hấp dẫn, không chỉ thu hút giới trẻ tham quan mỗi năm mà còn là nơi để nhiều người tìm lại hồi ức tuổi thơ xưa. Chúng tôi cũng rất là vui mừng đón những người du khách như vậy để tìm những cái lại những cái kỷ niệm của mình. Một thời tuổi thơ đã từng tham viếng sở thú mang lại cái giá trị về cái lịch sử của mình. Lịch sử không chỉ lịch sử của thành phố mà lịch sử của từng cá nhân, mỗi con người. Thì chúng ta tìm lại những cái ký ức xưa thì cũng là một cái rất là bổ ích và cũng là một cái món ăn tinh thần. Sau nhiều lần cải tạo, Thảo Cẩm Viên ngày nay càng trở nên thú vị, là lựa chọn tuyệt vời của các gia đình và các bạn trẻ vào mỗi dịp cuối tuần. Nơi đây đã trở thành một hệ sinh thái lớn và đặc sắc của cả nước, là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh, đem lại nhiều giá trị khoa học và xã hội, là kho báu di sản đang được đặc biệt quan tâm trong việc bảo tồn và phát triển. Dự báo thời tiết chiều và đêm 25 tháng 3 năm 2024. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.